phát triển ở Việt Nam và đang là giám đốc phụ trách cái dự án hệ sinh thái đấu thầu. Đây là hệ sinh thái mà đã được công ty Vinanet ươm mầm. Nó là một startup ở trong ngành công nghiệp. Mục tiêu của bọn em đó là muốn cái hệ sinh thái này trở thành sàn đấu thầu dành cho tư nhân số 1 và hàng đầu của Việt Nam. Lý do mà bên em làm cái hệ sinh thái này đó là vì thị trường Việt Nam hiện nay chưa có một cái sàn đấu thầu dành cho tư nhân nào thực sự hiệu quả. Đối với sàn B2B thì nó thường bị lẫn lộn với mô hình của các cái sàn thương mại điện tử B2C và rất nhiều doanh nghiệp là không ưa chuộng các cái sàn B2B này nên là nó không hiệu quả. Chính phủ thì cũng có cái hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Tuy nhiên trên đây thì chủ yếu là mua sắm công. Mặc dù chính phủ thì cũng thường xuyên là khuyến khích các doanh nghiệp là có thể đấu thầu tư nhân ở trên đây. Tuy nhiên thì thực sự là nó rất khó sử dụng. Đơn cử là để sử dụng cái hệ thống mạng đấu thầu quốc gia này thì chúng ta phải sử dụng trình duyệt Internet Explorer ngay ở thời điểm hiện tại. Ở trên thế giới thì theo dữ liệu mà chúng em thống kê thì ở năm 2017 thì cái quy mô thương mại điện tử doanh nghiệp B2B đó là 25,5 nghìn tỷ đô. Còn đối với B2C ở trên thế giới thì chỉ là 3,9 nghìn tỷ đô mà thôi. Còn đối với tại Việt Nam thì hiện nay là chưa có một sàn B2B nào có thể chiếm được thị phần. Quy mô của B2C tại Việt Nam thì đây là dữ liệu mới nhất năm 2020 thì quy mô thị trường thương mại điện tử Việt Nam B2C là 8 tỷ đô. Và đối với mua sắm công B2G là 30 tỷ đô. Và quy mô thị trường Việt Nam đối với các cái sàn B2B đó là được dự đoán là khoảng 52,7 tỷ đô. Còn đối với các cái sàn thương mại điện tử B2C thì chúng ta có thể biết là hiện nay là cạnh tranh rất khốc liệt. Còn sàn B2B thì gần như là không có ai cạnh tranh và có ai chiếm lĩnh thị phần cả. Đối với thị trường B2G ở Việt Nam đó cũng chính là đối tượng khách hàng mục tiêu của chúng em thì chúng em có chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất của chúng em đó là hơn 98.000 nhà thầu đã được cấp phép ở trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Đối với cái số liệu hiện tại thì đã hơn 120.000 nhà thầu rồi. Đối với giai đoạn 2 của chúng em đó là khi mà phát triển lên cái sàn đấu thầu tư nhân thì khách hàng tiềm năng nó sẽ là toàn bộ doanh nghiệp tại Việt Nam, đó là hơn 700.000 doanh nghiệp. Sản phẩm của bên em nó cũng chính là cái giải pháp cho cái vấn đề này, đó chính là cái hệ sinh thái đấu thầu. Giai đoạn 1 của bên em đó là phần mềm trang thông tin thầu và đấu thầu trên info. Nhiệm vụ của nó là để thu hút các cái nhà thầu đấu thầu ở trên mua sắm công vào cái hệ thống của bên em. Và hiện tại thì kết quả đã hoàn thành, bên em đã thu hút được hơn 24.000 nhà thầu. Giai đoạn 2 sẽ được triển khai tiếp tục từ cuối năm nay cho đến năm sau, đó là hệ thống đấu thầu tư nhân đầu tiên tại Việt Nam, đó là đấu thầu trực tiếp. Nhiệm vụ của nó lúc này chỉ còn đơn giản là thu hút được cái bên mời thầu tư nhân vào hệ thống mà thôi. Giai đoạn 3 khi mà đấu thầu chính phủ và đấu thầu chấm nét đã hoàn thiện tạo ra một cái hệ sinh thái toàn diện rồi thì giai đoạn 3 bên em sẽ triển khai thêm các công cụ và phần mềm hỗ trợ để khai thác dữ liệu. Đối tượng lúc này đó sẽ là các doanh nghiệp, các nhà thầu và bên mời thầu và chủ đầu tư. Giai đoạn 1 là phần mềm đấu thầu chính phủ thì hiện tại kết quả đã hoàn thành. Nó được ra mắt vào 2018 và nó là phần mềm duy nhất trên thị trường hiện nay có thể khai thác được thông tin thầu. Và đây là cái công cụ chuyển đổi số hàng đầu cho các doanh nghiệp hiện nay. Cái lợi thế cạnh tranh của cái giai đoạn 1 này đó là lượng thông tin ở trên đây có các doanh nghiệp có thể tiếp cận thông tin thầu một cách là chủ động và tự động. Tất cả các thông tin gói thầu phù hợp với doanh nghiệp sẽ được gửi về email. Phần mềm của bên em sẽ giúp cho các doanh nghiệp là dễ dàng tìm được gói thầu phù hợp và đặc biệt là giải quyết cái vấn đề của mua sắm công, đó là có thể sử dụng trên tất cả các trình duyệt hiện đại mà không cần phải phụ thuộc vào trình duyệt IE nữa. Mô hình doanh thu của đấu thầu trên info tức là giai đoạn 1 của bên em đó là bên em triển khai là thu phí thuê bao và các dịch vụ dữ liệu. Thì thu phí thuê bao bên em thu hàng năm theo các gói phần mềm phụ thuộc vào từng loại thông tin mà phần mềm thu thập và cung cấp cho các doanh nghiệp và nhà thầu. Đối với các dịch vụ dữ liệu thì sẽ phụ thuộc vào từng nhu cầu của từng doanh nghiệp như là khai thác về nghiên cứu thị trường, kết xuất các cái dữ liệu đấu thầu trong suốt lịch sử đấu thầu 10 năm qua. Xin phép là được nhắc lại một số các cái tính năng của phần mềm đấu thầu chính phủ.
ra là cái slide này thì là ban tổ chức không được cập nhật mới nhất cho bên em. Đây là những cái slide, những cái chi tiết về cái phần mềm đấu thầu chiến khu về giai đoạn 1 thì bên em sẽ xin phép được next nhanh để chuyển qua cái sàn đấu thầu tư nhân, đó là đấu thầu trên net. Về vị trí của bên em so với các đối thủ thì như mọi người có thể thấy thì đây là gần như là toàn bộ những cái đối thủ đối với cái giai đoạn 1 ở đấu thầu chiến khu. Thì các mọi người có thể thấy là đấu thầu chiến khu là có cái sự thuận tiện và tính năng là rất lớn và cái mức giá cũng rất là hợp lý. Đối với một số các cái đơn vị như là bản tin đấu thầu .com hay là đấu thầu Interstellar thì muốn có được cái thông tin đấu thầu của toàn bộ lĩnh vực thì sẽ phải mất tới hơn 200 triệu trong một năm. Còn đối với đấu thầu chiến khu thì chỉ mất từ 10 đến 20 triệu thôi. Đây là cái biểu đồ tăng trưởng của bên em đến thời điểm hiện tại. Thì mọi người có thể thấy là biểu đồ này được cập nhật là vào quý 2 năm nay. Tại sao bên em lại nói là đây là một cái hệ sinh thái giữa đấu thầu chiến khu và đấu thầu .net và nó có quan hệ với nhau như thế nào? Thì đấu thầu chiến khu là phần mềm và đấu thầu .net là một cái sàn. Giữa hai cái này thì cái cơ sở dữ liệu của cả hai cái giai đoạn này sẽ được kết nối với nhau. Khi mà cả hai hoàn thiện thì sẽ tạo ra một cái hệ sinh thái toàn diện. Đấu thầu chiến khu thì thu hút các cái nhà thầu và nhà cung ứng, những cái doanh nghiệp bên bán vào hệ thống. Và đối với đấu thầu .net thì nó là thu hút những bên mời thầu tư nhân, những doanh nghiệp mà cần phải mua, cần phải mời thầu. Ở cái giai đoạn hiện tại thì đấu thầu chiến khu đã thu hút được hơn 24.000 nhà thầu, hơn 24.000 doanh nghiệp đã thường xuyên sử dụng rồi. Đây là mô hình doanh thu của đấu thầu .net. Đây là mô hình doanh thu của đấu thầu .net, đó là cái giai đoạn 2 của bên em. Bên em sẽ triển khai dựa vào các phí dịch vụ sang thông tin thầu, phí dịch vụ mời thầu và phí triển khai sàn riêng. Có vẻ như là cái slide có một chút vấn đề nên là cái phần tiếp theo của em nó đang không được hiển thị. Thì đây là quy mô thị trường của Việt Nam. Bên em dự đoán là 5.000 tỷ đồng một năm và mục tiêu của bên em để chiếm lĩnh thị trường chỉ là 10% thôi, đó là 500 tỷ đồng một năm. Và bên em sẽ có nhu cầu là muốn gọi vốn và sử dụng vốn, đó là 10 tỷ đồng cho 10% cổ phần. Em xin hết ạ, xin cảm ơn. Tôi xin cảm ơn phần trình bày của bạn Tiến ạ.